Quần thể lăng mộ Kaya gồm 7 di tích triều đại Kaya còn lại ở phía nam bán đảo Hàn Quốc đã được đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Ủy ban Di sản Thế giới WHC thuộc UNESCO ngày 17 tháng 9 đã mở cuộc họp tại Riyadh, Ả Rập Xê Út và đưa ra quyết định cuối cùng về việc công nhận quần thể lăng mộ Kaya là Di sản văn hóa thế giới. Quần thể lăng mộ Gaia gồm 7 khu lăng mộ được chỉ định là di sản văn hóa quốc gia, từng tồn tại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu, phân bố tại khu vực Nam, bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Giang và khu vực Hồ Nam, bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla. La, các di tích này nằm tại các địa phương như phường Chi San thuộc huyện Cô tỉnh Bắc Kiong Giang, phường Thê Song, thành phố Kim Hê, phường Sung Hắc thuộc huyện Cô Song, tỉnh Nam Kiong Giang, xã Du Cốc và Thu Rắc của thành phố Nam Won, tỉnh Bắc Trơn Ủy ban Di sản Thế giới đánh giá quần thể lăng mộ Gaya là bằng chứng quan trọng của việc duy trì một hệ thống tự trị độc đáo, ngang hàng và tự do, hòa thuận với các nước láng giềng. Thêm vào đó, quần thể này cũng mang giá trị cao trong việc thể hiện sự đa dạng của nền văn minh cổ đại Đông Á Gaia, già ra là tên gọi chung của các nước nhỏ phát triển quanh khu vực sông Lạc Đông từ trước công nguyên cho tới năm 562 sau công nguyên. Được biết đến có cưm quan Gaia, kim quan già ra và thê Gaia, đại già ra. Tuy nhiên, khác với những triều đại trong cùng thời kỳ như Kokudo, chê và Sinla, thì Gaia không có nhiều tư liệu để lại. Do đó, quần thể lăng mộ Gaia được đánh giá là di tích quan trọng có thể phục hồi nền văn minh Gaia đã biến mất ngoài ra ủy ban di sản thế giới đã nhấn mạnh cần xây dựng hệ thống bảo tồn và quản lý bảy khu lăng mộ gaya